Quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức Hoa Kỳ và Thế giới trên kênh BTV Epoch Times. Trong bản tin ngày hôm nay, xin gửi đến quý vị và các bạn nội dung chính sau. Đảng viên đảng Dân Chủ Marianne Williamson rút lui khỏi cuộc đua Tổng thống năm 2024. Tổng thống Trump yêu cầu DOJ ngay lập tức hủy bỏ cáo buộc chống lại ông trong vụ tài liệu mật sau quyết định của Biden. Donald Trump thắng cuộc học kiến của đảng Cộng Hòa tại quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ. Đảng Dân Chủ tại Hạ Viện không nao núng trước tỷ lệ ủng hộ Biden thấp, dự kiến sẽ trực tiếp thuyết phục công chúng. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ Mariano Williamson đã đình chỉ chiến dịch tranh cử của mình hôm thứ Tư. Việc đình chỉ diễn ra một ngày sau khi Williamson không thể cạnh tranh trong cuộc thi sơ cấp ở Nevada hôm thứ Ba. Williamson thu được 3.200 phiếu bầu, chỉ 2% so với 89,3% của Biden. Ở New Hampshire, bà ta nhận được khoảng 5.000 phiếu bầu, tương đương 4% tổng số phiếu bầu. Ở Nam Carolina, bà ta nhận được khoảng 2.700 phiếu bầu và 2,1% số phiếu bầu. Trong một video thông báo về việc rút lui khỏi cuộc đua, Williamson nói, hôm nọ tôi đã đọc một câu trích dẫn nói rằng hoàng hôn là bằng chứng cho thấy kết thúc cũng có thể đẹp. Và vì vậy hôm nay, mặc dù đã đến lúc tạm dừng chiến dịch tranh cử tổng thống của tôi, nhưng tôi vẫn muốn nhìn thấy vẻ đẹp và tôi muốn tất cả các bạn đã ủng hộ tôi một cách đáng kinh ngạc trên hành trình này với tư cách là nhà tài trợ, là người ủng hộ, là đội và là tình nguyện viên để cùng hãy nhìn thấy vẻ đẹp. Có rất nhiều thứ để chúng ta học hỏi từ chuyện này và điều đó bao gồm việc biết rằng chúng tôi đã đặt nó theo cách mà tất cả chúng tôi nên tự hào. Trong email gửi tới những người ủng hộ, Williamson nói thêm, Tôi đánh giá rất cao tất cả những người tuyệt vời đã đồng hành cùng tôi trên hành trình chính trị của chúng tôi trong 10 tháng qua, mặc dù mức độ thất bại của chúng tôi là hiển nhiên đối với tất cả mọi người, tuy nhiên mức độ thành công là có thật. Bản thân việc xử lý trải nghiệm này sẽ là một hành trình liên tục và sự tha thứ sẽ hướng dẫn tôi khi tôi vượt qua nó, tôi sẽ không cho phép sự dày vò tinh thần của tất cả những điều lẽ ra có thể trói buộc tôi vào quá khứ mà thay vào đó tôi sẽ để mắt đến câu chuyện lớn hơn theo như cách mà tôi chưa thể nhìn thấy, không điều nào trong số này sẽ trở nên vô ích, có những món quà tiềm ẩn chỉ mới bắt đầu bộc lộ. Với việc ra đi của mình, Williamson cũng tán thành việc Biden tái tranh cử. Williamson, một chuyên gia về Shell health, cũng tranh cử tổng thống vào năm 2020. và là một trong hai ứng cử viên chính thách thức ông Joe Biden. Còn đảng viên đảng Dân Chủ thách thức của Biden khác, đó là dân biểu Dean Phillips, của bang Minnesota đã quyết định là sẽ tiếp tục tham gia cuộc đua. Quý vị thân mến, Tổng thống Donald Trump nói với Fox News Digital rằng luật sư đặc biệt James Smith loạn trí cần phải ngay lập tức hủy bỏ mọi cáo buộc chống lại ông trong vụ hồi sơ mật, sau quyết định không đưa ra cáo buộc chống lại Biden vì việc ông lưu giữ các tài liệu an ninh quốc gia nhạy cảm. Trump đã nói chuyện riêng với Fox News Digital sau khi báo cáo của luật sư đặc biệt Robert Hur được công khai. Hơ không đề nghị cáo buộc hình sự đối với Biden vì xử lý sai và lưu giữ các tài liệu mật, đồng thời tuyên bố rằng ông sẽ không đưa ra cáo buộc chống lại Biden ngay cả khi ông không ở phòng bầu dục. Những hồ sơ đó bao gồm các tài liệu mật về chính sách quân sự và đối ngoại ở Afghanistan, cùng với các hồ sơ khác liên quan đến an ninh quốc gia và các chính sách đối ngoại mà Hur cho rằng có liên quan đến các nguồn và phương pháp tình báo nhạy cảm. Mặt khác, Tổng thống Trump đã bị buộc tội khỏi cuộc điều tra của luật sư đặc biệt Jack Smith liên quan đến việc ông lưu giữ tài liệu mật. Tổng thống Trump đã không nhận tội đối với tất cả 37 tội danh trong cuộc điều tra của Smith. Các cáo buộc bao gồm cố ý lưu giữ thông tin quốc phòng, âm mưu cản trở công lý và tuyên bố sai sự thật. Ông Trump, ứng cử viên dẫn đầu đảng Cộng hòa năm 2024, sau đó bị buộc tội thêm 3 tội danh, nhưng một phần của bản cáo trạng thay thế ngoài cuộc điều tra của Smith, một tội danh bổ sung về việc cố ý lưu giữ thông tin quốc phòng và hai tội danh cản trở bổ sung. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã không nhận tội. Phiên tòa đó sẽ bắt đầu vào ngày 20 tháng 5. Tổng thống Trump nói với Fox News Digital, họ nên hủy bỏ vụ kiện chống lại tôi ngay lập tức. Tôi được bảo vệ bởi đạo luật hồ sơ tổng thống, còn Biden thì không. Biden có nhiều tài liệu hơn rất nhiều lần, hoàn toàn không được bảo vệ. Tài liệu của tôi luôn bị mật vụ bao vây và trong những căn phòng khóa kín. Hờ thông báo trong báo cáo của mình đã tiết lộ những bức ảnh đáng sợ về các tài liệu mật về an ninh quốc gia được lưu trữ không an toàn trong nhà để xe, tầng hầm và văn phòng tại nhà của ông ở Wilmington, Delaware. Tổng thống Trump cho rằng trường hợp của Biden nghiêm trọng hơn gấp 100 lần. Hơ ừ, trong báo cáo của mình, mô tả Biden là một người đàn ông lớn tuổi thông cảm, thúc bụng và có trí nhớ kém. Khi được hỏi về mô tả đó, Tổng thống Trump nói với Fox News Digital, Biden có trí nhớ kém, nhưng ông ta phải có trí nhớ kém mới có thể thoát được khỏi mớ hỗn độn này. Điều này nghiêm trọng hơn gấp 100 lần, đây là hai tiêu chuẩn công lý và nó phải chấm dứt ở đất nước chúng ta. Ông Trump nói với Fox News Digital, Jack Smith loạn trí nên hủy bỏ vụ kiện chống lại chúng tôi ngay lập tức. Đó là sự can thiệp vào cuộc bầu cử, tôi hoàn toàn không làm gì sai cả. Khu bất động sản Malago của ông Trump ở Palm Beach, Florida đã bị FBI đột kích vào tháng 8 năm 2022. Các đặc vụ liên bang đã tịch thu các tài liệu và hồ sơ có từ thời của Tổng thống Trump. Gatlin vào ngày 18 tháng 11 năm 2022 đã bổ nhiệm Smith làm cố vấn đặc biệt để điều tra xem liệu Trump có lưu giữ hồ sơ mật tại Malago một cách không đúng cách hay không. Khi Smith được chỉ định điều tra Tổng thống Trump, Gatlin và các quan chức hàng đầu của DOJ đang đồng thời tiến hành đánh giá nội bộ về việc xử lý Biden sai hồ sơ mật. Cuộc xem xét đó và việc phát hiện ra các hồ sơ mật tại văn phòng của ông Biden đã không được tiết lộ cho công chúng cho đến tháng Giêng Đảng Cộng hòa và các đồng minh của Tổng thống Trump đã tỏ ra phẫn nộ, chỉ trích Bộ Tư pháp áp dụng tiêu chuẩn kép. Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump có thể giành thêm một chiến thắng nữa trong cuộc đua giành đề cử Tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024. Đảng Cộng hòa quân đảo Virgin hôm thứ Năm thông báo rằng Tổng thống Trump đã giành chiến thắng trong cuộc họp kiến của Đảng Cộng hòa trên lãnh thổ hòn đảo. Chính đại biểu tham dự đại hội đề cử Tổng thống của Đảng Cộng hòa vào mùa hè đã sẵn sàng tranh cử trong cuộc tranh cử ở quần đảo Virgin. Cuộc tranh cử chỉ dành cho cử tri đảng Cộng Hòa. Vừa có thông tin cho rằng, chúng tôi đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc họp kiến của quần đảo Virgin. Tất cả các đại biểu với gần 75% số phiếu bầu. Tôi vừa gọi điện để cảm ơn những người liên quan. Tổng thống Trump viết trên nền tảng Truth Social của mình sau khi đảng Cộng Hòa của quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ công bố kết quả. Tổng thống Trump và đối thủ lớn cuối cùng còn lại của ông trong cuộc tranh cử, cựu đại sứ Liên Hợp Quốc và cựu thống đốc Nam Carolina hai nhiệm kỳ Nikki Haley đều có tên trong lá phiếu, cũng như bốn ứng cử viên khác đã bỏ cuộc đua năm 2024. Cuộc họp kín sử dụng phương thức bỏ phiếu theo lựa chọn có xếp hạng. Những người bỏ phiếu đã xếp hạng các lựa chọn của họ, và nếu không có ứng cử viên nào đạt được đa số phiếu bầu, thì quy trình lựa chọn được xếp hạng sẽ có hiệu lực. Thưa quý vị, tại cuộc họp thường niên, các thành viên đảng Dân Chủ tại Hạ viện thảo luận về các chiến lược nhằm giành lại quyền kiểm soát Hạ viện vào tháng 11 năm 2024. Các thành viên đảng Dân Chủ tại Hạ viện không hề lo lắng về tỷ lệ ủng hộ cho Biden thấp trước cuộc tổng tuyển cử tháng 11 tới. Thay vào đó, họ ca ngợi nền kinh tế và cam kết sẽ trực tiếp thuyết phục công chúng. Các thành viên đảng Dân Chủ tại Hạ viện đã gặp nhau trong tuần này tại Leesburg, Virginia, tại cuộc họp thường niên để thảo luận về các biện pháp chính sách và chiến lược để giành lại quyền kiểm soát Hạ viện vào tháng 11 tới. Chúng tôi sẽ trực tiếp thuyết phục công chúng Mỹ, dân biểu Peter Aguilar, Chủ tịch Đảng Dân Chủ tại Hạ viện, nói với các phóng viên hôm 7 tháng 2 trong một cuộc họp báo tại cuộc họp nói trên. Ông cho biết, Đảng Dân Chủ sẽ tán dương những thành tựu của chính phủ Biden, bao gồm cả các khoản đầu tư đã được xúc tiến và số lượng việc làm mới đã tạo ra. Trách nhiệm của chúng tôi là trợ giúp, nói về những điều đó và khuếch đại lên trong cộng đồng của chúng ta. Phó Tổng thống Kamala Harris tham dự cuộc họp kín hôm 7 tháng 2 để gặp gỡ các nhà lập pháp. Biden sẽ có bài diễn văn trước cuộc họp vào ngày 8 tháng 2. Cứ phải thử thì mới biết được, chúng tôi đã chứng kiến điều này trong cuộc bầu cử sơ bộ tại South Carolina vào tuần trước. Dân biểu Jim Clyburn trả lời về tỷ lệ ủng hộ Biden thấp. Biden đã nhận được 96% phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử sơ bộ đó. Nhân biểu Catherine Clark cho biết người trên tại cuộc họp kính sẽ tập trung vào việc xây dựng cộng đồng an toàn hơn giảm chi phí chăm sóc trẻ em chăm sóc sức khỏe nhà ở và bảo vệ quyền phá thai biden bắt đầu chiến dịch tái tranh cử với tỷ lệ ủng hộ rất thấp đặc biệt là về các vấn đề chính sách quan trọng như nền kinh tế và nhập cư